Cả nhà ơi, nồi bên trước nhà em bắt đầu sôi ạ. Vâng. Đây, nồi bên trước nhà bắt đầu sôi ạ. Vâng, cả nhà nhé. Mời cả nhà cùng thưởng thức nồi bên trước nhà em ạ. Vâng. Rất là nóng hổi ạ. Vâng. Đang nấu từ lúc 3 buổi sáng. Đấy, mời mịt. Nồi bên trước nhà em ạ. Vâng. Đấy. Nồi bên trước nhà em. Đây là công sức của ông ngoại, bà ngoại, các cháu và bạn gái biết không của gia đình. Và mời cả nhà cùng đến nhà em thưởng thức bánh chưng rất ngon. Có rất nhiều bác ở các khu vùng quê cho gạo và hôm nay em mong góp với gia đình để làm mấy cái bánh chưng ạ. Và rất cảm ơn các bác đã yêu thương. Có người cho 5 cân, người 3 cân gạo vàng. Vui lắm ạ, cả nhà nhỉ. Vâng, chúc cả nhà một cái Tết vui vẻ nhé.